Địch Nghệ Nhật Ba lộ diện với mái tóc trắng toát, đẹp hay không chưa biết nhưng vì mái râu dế mà bị trừ điểm khá khá. Fan chỉ biết cầu trời tạo hình tóc trắng cùng mái râu dế của Địch Nghệ Nhật Ba khi lên phim sẽ không bị fail như Trường Ca Hành. Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đế Hoàng Thư có tiếng từ trước, lại thêm dàn diễn viên toàn mỹ nam mỹ nữ như Địch Nghệ Nhật Ba cùng Tuấn Lưu Vũ Linh. A Lạc Truyện từ khi mới khai mải đã nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Nữ diễn viên có da có thịt hơn, trang phục kiểu tóc cũng được đắp nặn phù hợp với cả Địch Nghệ Nhật Ba lẫn tính cách hình tượng của nhân vật. Mới đây, Trang Sina đưa tin vì hình ảnh mới của Địch Nghệ Nhật Ba trên phim Trường A Lạc Truyện, lần này tạo hình của mỹ nữ Tân Cương trong mái tóc màu trắng toát. Đây là lần đầu tiên Địch Nghệ Nhật Ba xuất hiện mái tóc trắng trên phim. Vì ảnh được chụp góc chiếu nên người xem chỉ có thể nhìn thấy một bên gương mặt cùng mái tóc màu trắng này. Khó mà phán đoán là Địch Nghệ Nhật Ba hợp hay không. Tuy chưa biết đẹp xấu ra sao nhưng kiểu mái râu dế trong ảnh lại khiến khán giả rất không hài lòng. Trước đó trong phim Trường Ca Hành, Địch Nghệ Nhật Ba cũng từng kết thân với kiểu mái râu dế nhưng bị chê tơi tả vì gương mặt bị kiểu tóc này làm cho xấu đi. Tổ tạo hình của A Lạc Truyện nay lại không rút kinh nghiệm, tiếp tục cho nữ diễn viên để mái râu dế khiến người hâm mộ của cô rất không hài lòng. Trước đó cũng lộ ảnh tạo hình với mái râu dế nhưng không đến mức bị chê những hình ảnh mới nhất này. Dù vậy đây vẫn là lần hiếm hoi tạo hình trong A Lạc Truyện của Địch Nghệ Nhật Ba bị chê. Các tạo hình trước của cô nàng đều nhận về đa số lời khen có cánh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.